đứa em ăn vạ và cái kết. Đẹp quá, what the hell. Em đổi cho chị cây xúc xích này lấy trong chóng chơi, đồng ý không? Được, đổi luôn nè. Mẹ làm chứng nha mẹ. Tốt nhất là không đổi, tí em nó lại ăn vạ. Chơi vui lắm, con sẽ không ăn vạ đâu. Mẹ thấy chưa, con ăn đây. Thôi, em chơi chán rồi, em không đổi nữa đâu. Biết ngay mà, nói rồi. Không, tao ăn hết rồi. Mẹ ơi, chị ăn hết của con rồi. Ai bày trò này còn kêu à, con biết lỗi rồi.